Đến giờ thu hoạch rồi mọi người. Đấy. Thế là tổng cộng anh em mình mất mấy tiếng nhỉ? Bây giờ là 16:41. Tình hình ở trên này vẫn khá là nắng, nắng khá là căng. Đấy. Mọi người thấy cái nắng 4 giờ chiều không? 5 giờ chiều đấy. Tình hình nắng rất là căng đấy. Những cái xả xiếc thì khô hết rồi này. Những cái nước này khô điêng này. Đấy, bóc là mỡ của cá. Ui, cái này vẫn còn mềm lắm này. Đấy, bọc lắm nhá. Đây, xương này, khô này. Nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều nước này. Đấy, thấy chưa? Đấy, đấy, cá một nắng. Ui, cái da nó ấy, giòn này. Da này chắc là ngon lắm này. Bây giờ mình sẽ cho xuống. Mái này mình đã cọ rồi cho mọi người nhá. Chứ không phải là để bẩn đâu nhá. Cọ rồi, với lại ở trên này không có ruồi muỗi. Không sợ. Cá một nắng này thì vẫn phải nướng. Nướng nhá mọi người nhá. Vẫn phải nướng lên. À bây giờ cầm được rồi, nó khô rồi. Đấy. Nó khô rồi. Mình sẽ bỏ bớt cái nước đi này. Đấy, ủa thôi. Wow. Quên. Khả năng phải đem cho cái túi bằng mới đi được. Cùng bằng cho giữ nguyên vẹn cái cá xem. Mọi cứng tay. Đấy nhá, mọi người thấy khả năng leo trèo của mình kinh điển chứ. Vẫn giữ nguyên được nha. Bây giờ sẽ đem nó đi nướng qua. Nhưng mà không biết là có. Mình thử ăn một miếng xem nha. Vẫn phải nướng mọi người. Tại vì nó đây là chín kiểu chín nắng. Ăn nó không bao giờ ngon. Tất cả những cái đồ phơi hay đồ sấy hay trong các bếp kia đều phải hấp lại, nướng lại nha. Đấy. Sau khi sắp xếp lại thì em cá của nó chuẩn như này nhá. Mày có thử miếng cá chưa nướng không? Không. Em tưởng là nó chưa chín rồi. Nó kiểu ngái ngái ấy, nếu mà cá phơi ấy. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành nướng nha. Nhưng mà nó săn thịt ngon lắm anh nhỉ. Rồi hết mỡ đi. Bây giờ bắt đầu nướng chỉ nướng qua một tí thôi là nó sẽ chín. Vì tất cả những cái đồ phơi này, như mình nói lúc nãy phơi này, rồi các bếp kia đều phải nướng lại hết nhá. Không là nó không không ăn được đâu. Nó vẫn là sống. Chín nắng là không ăn được. Các bếp thì ăn đấy được. Gọi là một nắng, các bếp ăn được nhưng mà không ngon. Vẫn phải nướng lại hết hoặc là hấp. Rồi, đây. Chà. Chín rồi mọi người ạ. Giờ này thơm lắm không ạ? Được. Wow, đấy, thấy chưa? Thấy hết lại rồi anh nhỉ? Cạo bỏ cái xả nó đấy đi. Đấy, thấy chưa? Nó giòn này. Đấy, giòn đấy. Búng vào này. Cạo bỏ cái xả nó bị cháy mọi người ạ. Hôm nay không trông kịp. Ui anh lật lên luôn đi, nó vẫn đang chèo chèo này. Nào mình bỏ cái đấy đi. Nào, tôi bỏ cái rồi, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Cái khô này là ngon. Khô nhá, hay lắm. Nhìn thịt nó ngon nhỉ anh nhỉ? Đây gọi là khô cá chấm trắng nha mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi ra một nơi gọi là nhiều nước để ăn, biệt thự. Wow, đây. Mọi người thấy cái món của anh em mình thế nào? Wow, trời đấy, trời. Đây nhá, nó khô đến mức, tức là bây giờ nhá, nó mới khô lại này. Đấy, này. Đấy, thấy chưa? Nó không bị còn nước nữa ấy. Wow, nào. Anh em nhìn cái này nó xoăn này. Đây, xì dầu mù tạt.
xì rồng ta thử xem hai loại gia vị xem loại nào nó ok hơn nhá. Ấy chặt 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 chặt. Nào Quang Lan. Đấy. Em phải đã thử một miếng riêng mới được. Ôi chà. Ấy quấn quấn quấn. Không em chấm muối ớt thôi. Đây đấy chấm xì dầu mùng tay. Thôi. Mời tất cả mọi người nha. Đấy. Đấy mọi người thấy khu Ôi lắm mọi người. Chạm vào nước cái cảm giác nó phê. Tại vì mấy ngày hôm nay nắng. Anh ơi cái miếng này khô nhá. À đây. Anh thịt nó như kiểu là gà khô ấy. À, kiểu là ruốc ấy. Okay, ghế. Mình sẽ thử một miếng. Wow, đây. Đây nhá. Lấy hẳn và mình sẽ bỏ cái này ra. Lấy hẳn cái miếng khô nhất. Đây này. Nào, khô này. À đây 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 đây. Đây đây. Đây đây. Mọi người thấy cái miếng này thế nào? Đấy, khô cá này đấy, thấy chưa? Nó vẫn còn nước, nó là cá một nắng nên là rất là ngon nha. Thôi được, cứ làm miếng này thì đã. Đã tạm miếng này. Wow. Anh rất là tuyệt vời. Chà 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 chà, quấn vào. Xì dầu mù tạt. Em phải đã một miếng trong. Không, bỏng. Tuyệt vời quá. Wow. Ngâm nước này. Cũng rau đấy. Đấy, ngồi, đấy. Mày không có chỗ ngồi à? Có đây, em cũng ghế hoàng thượng này. Hơi cay một tí nhưng mà ngon nhá mọi người nhá. Tuyệt vời, món này thành công. Sắp tới thì anh em mình có cái món khô nhái này, món khô cá lóc này và khô rắn. Tức là cái món nhái khô này, cá lóc khô này, rắn khô này. Anh em mình đang thiết kế bao bì rồi đợi nhà sản xuất làm nhái khô với lại cá lóc khô với rắn khô để cho anh em mình sẽ đóng bao bì và đợi cái duy nhất đó là đợi cái chứng chỉ an toàn thực phẩm ấy. Đấy. Tại vì cái món ăn của anh em mình mà đã ra cho mọi người xem Euro gọi nhậu thì tới bến luôn. Nhưng mà phải có cái giấy chứng chỉ an toàn thực phẩm nhé mọi người nhá. Món nhái khô nói chung là chỉ vài hôm nữa thôi, lại sau bột trà xanh matcha Tamao TV thì anh em mình lại sinh ra một đứa con tinh thần thứ hai đó là Tamao Food. Đấy, Tamao Food thì sẽ gồm 3 món chính: nhái khô, cá lóc khô và rắn khô. Ui giời, mấy món đấy à, cứ phải đấy quên mất mấy món đấy. Mấy món đấy là người khác sản xuất trên công nghệ châu Âu ấy mọi người nhá, không phải công nghệ tay như anh em mình đâu. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Mình sẽ làm một cái mảng da nó xem nào nhá. Anh ơi, em thích ăn cái này không lắm, ngon nhỉ? Khô. Khô. Đấy. Đấy. Xem đá bóng mà ăn cái này ngon lắm. Cái này nó là cá một nắng, thế nên là nó khô không phải là khô hết mà nó không không bị gì nhỉ? Không bị kiểu như cá nướng bình thường thì nó sẽ khô. Cảm giác thế nào không tả được, kiểu như cá chỉ vàng ấy đấy, nhưng mà phơi một nắng thì ngon hơn là khô hẳn và ngon hơn là tươi nhá mọi người. Tuyệt vời á. Mình thử cái bộ nhá này. Ui em không chơi bộ nhá nó đâu, cái răng này. Ui mình thích nhất là cái bộ nhá tại vì nó có cái óc phần đen đen. Em thử ăn quả nầm này. Siêu ngon luôn nha. Chỗ này nầm này béo ngậy luôn. Đây nầm nó đây mà. À nầm nó chảy mỡ hết rồi. Cho đây một miếng rau thơm vào. Quấn gói đằng hoàng. Cầm muỗng. Trốn một miếng. Trời. Tuyệt vời. Không biết mọi người đã ăn cá một nắng bao giờ chưa? Nhưng mà ngày xưa nhà mình kiểu
đánh bắt được nhiều cá cũng hay phơi lắm, nhưng mà phơi khô luôn, không không hay ăn cá một nắng. Khách không mời. Tuyệt vời. Trời nắng nóng như thế này. Nhộng. Các món nhộng thì xoay quanh là những cái đồ khô. Đó. Là euro ấy, cũng toàn đồ nếu mà có sẵn là thì quá tuyệt vời. Anh em mình sẽ phục vụ khán giả euro. Không, anh em mình làm cái nhạt cái. Nhưng mà không phải là nhạt cái để cá độ bóng đá, mà là nhạt cái phân phối thực phẩm để xem bóng đá. Siêu phẩm nhãi khô. Đánh thử 80 phút. Cay. Khô khô thế này là chuẩn, chuẩn bài. Chuẩn bài. Nói về những cái món khô thì có món khô mực này, khô cá này. Anh em mình sẽ có món khô nhái, sẽ rẻ hơn khô mực, ăn lạ miệng hơn khô mực. Ngon thì nó sẽ tùy vào những khẩu vị của từng người, nên mình sẽ không dám nói là ngon hơn khô mực à. Nhưng mà lạ miệng ăn khá là phê mọi người. Giống như món cá một nắng này, ăn lạ miệng ngon lắm. Như em lại em thích ăn khô khô của mình hơn đấy. Ngon. Nó thế nên mới bảo là tùy từng người, mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Thế nên là không phải là món này có thể ngon với người này nhưng chưa chắc người khác đã thích. Giả dụ tim mình có Tiến Vượng đấy, không thích ăn cua hoàng đế. Cua hoàng đế chẳng ngon. Tiến Vượng cũng bảo thế, nó ăn đúng mình, đúng miệng. Mà chẳng có, thế là nó chả ăn nữa. Chả chết chả. Còn cua hoàng đế thì đấy, cả đất nước khen ngon, mỗi nó bảo không ngon. Chả. Đấy là những người gọi là không khẩu khẩu vị, khổ mãi sướng không chịu được. Anh ơi, anh có công nhận là cái chỗ gọi là view chỗ này hơi bị kinh khủng không? Này, còn hơn cả khách sạn 5 sao ấy, thì dưới má dưới ấy. Thì chơi đi ăn mũi rồi. Sướng. Ngon.